Ok, hello. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình. Và video này chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đánh chiếm đảo khỉ các bạn. Và trong cái tập trước mà mình đã đánh chiếm thành công cái đảo khỉ rồi. Nhưng mà các bạn biết là khi mà chúng ta qua bên đó, chúng ta không thể nào mà xây dựng cái căn cứ quân sự bên đó được. Tại vì cái hòn đảo bên đó nó nhỏ quá ha. Và video này mình đã tìm được một cái vị trí mới rất là thích hợp cho chúng ta có thể là xây dựng được cái khu căn cứ quân sự của mình. Để mà lên trên đó chúng ta có được cái đội quân đúng không? Chúng ta sẽ quay lại cái thành phố Los Santos này và đánh sập cái khu quân đội. Ở đây là mình đã quay trở về nhà và cưới thêm con ghế mới. Đây là con ghế mới của mình rồi, thấy chưa? Các bạn thấy xinh không? Để mình dẫn vô nhà cho các bạn xem coi con ghế thiệt ở nhà mình có đánh ghen không ha. Ở đây là có nhiều bạn mình yêu cầu mình chơi cái này lắm. Lỡ dắt vô nhà mà con ghế mình đè quýnh mình là chết luôn á. Rồi ở đây là mình mua thêm hai cái con xe tăng mới. Nè các bạn thấy chưa? Một lát nữa là mình sẽ cho các bạn xem cái vị trí địa lý mới mình muốn đặt cái khu quân sự ra. Là mình sẽ vận chuyển hết những cái món đồ mình vừa mới nhập về nè lên trên cái ngọn núi Chiliad và mình sẽ xây dựng cái khu căn cứ quân sự trên ngọn núi Chiliad đây các bạn. Nhưng mà trước tiên là vào phải chia tay cái con vợ của mình mới được. Quay, trời ơi, con vợ của mình ở nhà nó đang hà kem đánh phấn nghe gì trời. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà giờ này nó còn đắp mặt nạ dưa leo nữa. Nếm chịu nổi không? Cái gì? Nó nói là mình muốn hết mụn là phải đắp mặt nạ gì nè, ok. Rồi các bạn thấy giờ dắt con gà về nó ngồi im gu luôn. Nó không có đánh ghen gì hết. Rồi nó lo nó trang điểm rồi, con quỷ. Rồi được rồi. Bây giờ mình sẽ đào ra ngoài ha. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là mình sẽ phải vận chuyển hai cái con xe tăng này mình vừa mới nhập từ Thái Lan về. Mình sẽ vận chuyển lên núi và chúng ta sẽ thiết lập cái khu quân sự mới trên cái núi Chiliad ha. Mình sẽ thiết lập cái khu quân sự mới, không có để trên cái đảo khỉ được. Ở trên cái ngọn núi Chiliad là sẽ có một cái khu quân sự mới. Bây giờ là mình sẽ lấy cái rip. Tại vì cái chiếc xe tăng này là một mình đúng không? Không thể nào mà chở hai cái chiếc này lên trên núi được. Vì thế là mình sẽ lấy một cái chiếc container. Đây là phải kết hợp nhiều mod lắm đó nha. Không biết cái con xe này chở phàng, mình lấy cái con này đi, Phantom này đi. Cái con container này chạy nó mới nổi. Ok. Rồi lái cái con container này chở hai chiếc xe tăng mới được các bạn ơi. Để mình sử dụng cái clip này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải hạ xuống. Ê, chết rồi. Ôi con ghế ngu cái ghê quá. Mình sẽ hạ cái cằn ngoài sau xuống nha. Ấy, ok. Lấy hết luôn, chia tay với con vợ nha. Michael đã có một con ghế mới. Hay giờ bạn thấy Michael dạo không? Mình sẽ vận chuyển hai cái con xe tăng này đi lên trên núi Chiliad ra. Xây dựng cái khu căn cứ đặc biệt ở trên đó. Khu căn cứ quân sự. Và các bạn biết là cái tham vọng của mình rất là dữ dội mà. Mình sẽ xây dựng quân sự đó, sau đó là mình quay về mình náo loạn thế giới, mình sẽ độc chiếm cái thế giới này. Đi ra con quỷ. Chết cha rồi, cái xe này chạy lên không được. Oh my god, cái chiếc xe tăng này nó bự lắm các bạn ơi. Chết rồi, còn một cảnh sát nó lại nữa. No, mình sẽ chọn Never Wanted. Thôi không ổn rồi. Ây da. Ai, không ổn tí nào các bạn ơi. Bánh chành hết trơn đường lộ. Con ghế nó bị cái cục điện. Cẩn thận điện giật bây giờ con quỷ. Đây. Xe tăng chắc phải kiếm cách khác mới vận chuyển được. Mình vận chuyển mấy con xe siêu xe trước ra, lấy hết, không có chừa cho con vợ của mình. Không thể nào chừa cho con vợ được. Đây là cái chiếc xe của mình đúng không? Mình lấy đi hết. Ây da. Mình sẽ lấy cái con xe này lên trên núi để dành chạy
Nếu hôm ta lên trên đó là không có gì luôn á. Oh my god. Yes sir. Wow. Ê ghê chưa. Cái con xe tăng đó là mình trong chắc là phải để video sau mới vận chuyển được rồi. Mình sẽ ra mình mod cái con xe nào nó bự hơn á. Rồi chúng ta sẽ vận chuyển lên núi sau. Ở trong này còn một con siêu xe nữa. Lấy đi hết. Không có để nhà cho thằng Jimmy với cái con vợ của mình lấy đi được. Mình đã có ghế mới rồi mà. các bạn thấy ý tưởng mình bá đạo ghê chưa. Ây da. Ôi chết cha rồi, cái xe để trên kia. Chết cha rồi, cái chiếc xe để trên cái container nó mới ra đi, nó mất tiêu rồi. Gì kỳ vậy. Chạy không khéo gì vậy các bạn, banh hết trơn luôn rồi. Ê. Rồi, ngon lành rồi. Thôi mình lấy một chiếc thôi à. Lát chúng ta ra ngoài ăn cướp được cái chiếc xe nào siêu xe đó, chúng ta sẵn chúng ta chở lên trên ấy luôn. Đi, go. Trời chắc này chắc mình nghi di chuyển lên tới trển chắc nó văng hết luôn quá. Phải giữ thăng bằng lại mới được. Mở cái grip lên. Chúng ta sẽ phải đóng cái nắp này lại. Ê, quay, hít vô. Sai rồi. Chết rồi, mình để nó vuột ra rồi, mình chọn lộn. Thì ra con quỷ. Con quỷ xe trắng này nó ngu cái ghê bây. Quái tèo chưa. Mày chui vô đó làm cái gì. Bực mình ghê. Chết rồi. Ôi, lái xe này là cả một quá trình khó khăn đó các bạn. Dẫn xe dẫn di chuyển cái này là phải cực kỳ khó khăn luôn, chích cha rồi cái gì. Trời ơi, nó dám làm khó mình. Vô. Rồi không ổn tí nào. Rồi không ổn rồi bạn ơi, chắc phải lấy con gì cây dây. Thôi không đút vô được, nó ngay chăng cái khúc này là giống như là ngay chăng cái dốc đó các bạn. Nó đút vô không có vừa. Rồi mình sẽ tạo ra con khác đây. Mất thời gian quá. Trời ơi, muốn lấy mấy con xe mà chở lên trên núi á, không mà cũng khó vậy đó. Ở đây xe nhóc chân ha. Đây, mình sẽ chạy ra bên ngoài đi. Kiếm cái chỗ nào mà bỏ nhà ra đi không cũng khó nữa các bạn thấy chưa. Chúng ta phải kiếm cái chỗ nào bằng mới được. Làm gì đó để chuyện gùng như vậy. Mở cái grip lên. Hạ xuống. Không, mình đưa mấy cái xe vô ở tầng dưới đi ha. Quá tệ đi. Mỗi lần vận chuyển nhà đồ các bạn thấy rất là khó khăn ha. Bên đây mình thấy cái con xe bên đây giống con Mazda nè. Wow, lấy vài con về để dành lên núi. Ở trên núi là mình có cái khu căn cứ ở trên đó các bạn. Để lát nữa mình lên trên đó cho các bạn xem ha. Khu căn cứ quân sự. Đáng lẽ ra là phải xây dựng bên đảo khỉ mới đúng á. Nhưng mà đảo khỉ thì thấy nó béo quá. Không phê. Thôi mình đã chuyển địa điểm à. Yes. Thôi ngọt ngào chưa. Ở dưới thấy ngọt hơn ấy. Thôi con nhỏ đó mày muốn đi hả mày. Muốn đi cho tham gia luôn đây, nó đẩy tiếp cho. Hay lấy con xe này lên để dành chở quân đội mình đi cũng được không ơi. Lấy con xe 6 chỗ luôn à. Chứ lên núi rồi chúng ta đâu có kiếm phương tiện được đâu, lên trên núi khó lắm. Đi đi. Trời ơi. Sao mày cũng muốn đi nữa hả? lên xe. Đây mình đứt cho. Đúng rồi, chạy lên.
thằng ngu này. Rồi mình đặt ngay chặn giữa đường, Vy Di nó quẹo qua là nó chạy lên luôn đúng không? Các bạn thấy mình đặt cái đậu cái xe kinh tế không? Lên luôn nha, lên luôn nha, gắn lên, xin miếng nữa. Trời ơi, chơi ngu quá. Chết cha rồi. Cái gì đâu mà nó chen cứng ngắc cái đây, không biết nó ngộ cái đời chứ. Lên 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 lên. Từ 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 từng em một. Rồi chiếc xe trên kia mất tiêu rồi. Kỳ vậy đó. Dạ hình như chúng ta để lâu quá không được các bạn ơi. Để lâu quá xe nó tự động nó mất. À, mình có cách này hay hơn nè. À, chúng ta làm cho nó mang cái học thuyết tương đối thôi ha. À, lên trên đây. Đúng rồi. Có cách mình có thể là vận chuyển xe tăng lên trên núi vẫn được bình thường luôn. Có cách rồi. À, sao hạ cái cây đó xuống giờ. Ê. Sao nó leo vô đây rồi? Cái cầu thang này leo lên không được. Gì cũng bị té được nữa. Mình có cách về vận chuyển hai cái chiếc xe tăng của mình lên rồi. Để mình làm cho các bạn xem ha. Đầu tiên là chúng ta leo lên đây đi. Rồi. Hạ xuống. Đấy. Hello. Thấy chưa? Ê, rồi, 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 leo lên, leo lên. Trời ơi, té hoài gì ông hai. Không có chuyên nghiệp gì cả. Đấy. Thấy chưa? Các bạn thấy mình chuyên nghiệp chưa? Rồi, lên đây nè. Sau đó chúng ta sẽ fix ra cái con xe tăng. Rất là đơn giản thôi. Vậy mà nãy giờ mình không suy nghĩ ra ta. Gì mà nhảy nhảy rồi vậy? Như đứng dưới nó bị nhồi cái chiếc xe á. Trời ơi, té hoài luôn. Object owner. Bam ra. Ok. Mình sẽ bam ra cái chiếc xe tăng nha. Yeah. Chết cha rồi, không ổn rồi. Ngu người. Kệ chiếc xe kia tự nhiên nó giục lôi luôn. Thôi không được rồi. Mình không thể nào mà chơi cái kiểu này được. Cái chiếc xe tăng đó nó nặng hơn cái chiếc container. Nó chở không được các ơi. Gắn lên cái nó gãy làm hai luôn cơ. Trời ơi, nãy giờ đâu gắt mắt gần 15 phút mà không làm được con khỉ gì hết. Phải tèo quá. Object on để mình coi, mình chỉnh lại cho nó chuyên nghiệp lên nha. Chúng ta sẽ bam ra đi. Super. Lấy siêu xe đúng không? Siêu xe thì thiếu cha gì. Bugatti Chiron. Kiểu gì mà mình không có. Đấy. T20 nữa nè. Mình sẽ vận chuyển mấy con siêu xe này lên. Spam ra thôi. Hay quay qua đây nè. Đấy, ok. Giờ chuyên nghiệp đó nha. Lần này là không có ngoan cố lấy xe tăng nữa đâu, mình bỏ cuộc rồi. Muốn cho các bạn xem thôi mà nó khó vậy đó. Chích cha. Cái quái gì thế này. Quay qua, quay qua. À, mình chơi luôn. Trời, ai cản đường mình mà mình chơi hết. Nãy giờ là thấy cái vụ vận chuyển này không là thấy khó khăn lắm rồi đây à. Đáng lý ra người ta phải lên núi, người ta làm cho ngọt ngào đồ, còn mình đặt xạo xạo á. Thực ra là các bạn lên trên núi chỉnh siêu xe ra dẫn đường mà mình xạo xạo rồi vận chuyển từ dưới đất lên. Từ dưới thành thị rồi lên á. Ê quay 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 quay. Làm cho có cốt truyện đồ. Yeah.
tao lùi lại là chết ngắt nè. Người phải đậu đàng hoàng mới được. Ok, ở trên đó nên để hai chiếc thôi các bạn. Cái xe mà chúng ta spam ra là nó không có bị mắc, thường là nó sẽ không bị mắc ha. Quỷ kia nó khích khích mình à, quay 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 tao đang chơi ngu nè. Tao đang lái này. Ăn mất dài. Đừng chơi với anh mày. Dạ. Hy sinh. Trời ơi, con gậy quýnh mình chết nhắc luôn kìa. Để té vô cái lường xe luôn kìa. Trời ơi, 16 phút của tôi. Phải tèo chưa? Và hay nguyên cái công trình mà gọi là vận chuyển không mà nó khó ghê hồn luôn. Để mà các bạn nói muốn vận chuyển một cái đống nguyên cái đống siêu xe này mà lên trên được trên núi là cả vấn đề ấy. Ở chỗ này ít xe đúng không? Để mình tạo ra cái chiếc container trước đi. Không có gì có thể làm khó được mình cơ. Chết cha mắc kẹt đó rồi. Dân cái nắp tôi luôn. Do cái chiếc xe này nó bự quá, rất là khó chịu quá. Chúng ta sẽ hạ đó xuống. Trời ơi, cái xe của ông kia ông ngu thế ghê luôn. Chạy lên luôn đi, mà chạy lên là ta cho lên hết. Thôi con gậy mình leo lên trước luôn kìa, để mình kiếm cái chỗ nào trống trống đậu vô đưa mấy cái xe lên để mấy ông này làm chóng chỗ quá. Đừng có chạy lên. Cái ông đó nghe bực mình gì đâu á. Thôi lần này là phải làm cho chuyên nghiệp đây. Trời, cái đoạn đường mà vận chuyển mấy con siêu xe này lên trên tới trên núi là còn rất là xa đấy các bạn. Mà giờ này cái khâu mà đem xe lên không là khó khăn. Lên. Ok, cấp nãy biết gì để nhớ là ngon lành này. Oh, nó là ngon lành ha. Bugatti Chiron. Wow, con Bugatti Chiron phiên bản màu đỏ này đẹp ha. Quá đẹp luôn. Đi ra. Đâu. Tắt nhạc mới được. Ừ, quỷ này đi ai chỗ khác luôn. Mày đi ra chỗ khác. Lên. Siêu xe hàng tỷ đô la của mình mà đưa cho mình là banh hết trơn luôn. Thêm con nữa không các bạn? Thêm con nữa ha, thêm con Reventon đi. Đi ra. Bực nô gì mà nô biết bực mình này. Tắt nhạc không thôi, bị dính bản quyền. Mấy cái nhạc đó là bị dính bản quyền trên YouTube đó các bạn. Con quỷ. Chị mà đi cũng dán chèn vô được đúng không? Chị sợ nó luôn. Chết rồi, cái con ghi bên tinh này chưa vô được. Rồi mình bỏ nó ngoài nha. Mình lấy hai con đi tượng trưng đưa các bạn. Trời, vận chuyển siêu xe lên trên núi này cũng bộ nhức đầu lắm mà. Lên. Con gà nó mất tiêu rồi. Shit bê. Đóng cửa. Rồi, hạ lên. Đóng cửa. Mình hạ cái cây này lên phía sau này các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ lên đường nha, tượng trưng thôi. Trời, 20 phút luôn mà nãy giờ nó vận chuyển không ổn tí nào. Giờ chúng ta phải chạy lên trên núi Chiliad à. Đây mình coi rồi. Oh shit. Trời, xa lắm luôn.
Ý chết cha đừng ngược đường nữa rồi. Oh my god. Không. Bỏ nè, bỏ nè, bỏ nè. Lại container như quỷ đó. Mày đi ra chỗ khác. Trần đầu ngu rồi. Cản đường đây. Lên 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 lên. Wow. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Để mình bỏ qua khúc này luôn nha. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Không gì có thể ngăn cản được mình. À đây đây, phan 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 phan. Đây cho thêm miếng âm nhạc nha. Đấy, có nhạc vô rồi, chỉnh góc nhìn thứ nhất lái cho nó phê nha. À, bóp kẹt luôn. Bình thường thôi, bình thường thôi. Container gì đó, bình thường thôi. Chỉnh góc nhìn thứ nhất lát rồi đảo vô là nhìn còn mình còn được cái đầu xe container mà nguyên cái thùng ngoài sao nó mất tiêu luôn chứ đâu. Ê, quay 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 quay. Trời, góc nhìn thứ nhất mình lái khéo không các bạn. Wow. Ây da. Thôi đúng rồi, cái chuyến vận chuyển này thật là gian nan á. Thì mình không ngờ là mình phải suy nghĩ ra, các bạn thấy không, chơi game này phải có ý tưởng bá đạo lắm á. Không biết là lát cái con xe container này chạy lên cái núi Chiliad không biết cái cảm giác như thế nào á. Nếu mà nó mà leo không được á, đằng sau mình sẽ độ cái bánh lên thành bánh off-road luôn. Mình độ lên thành bánh off-road á, chạy vô đã. Ê, quay 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 quay. Ây da. Kìa văng cái mùi của chiếc Lamborghini luôn kìa. Rồi cái này siêu xe này vận chuyển lên trên núi là đem đi bán phế liệu luôn. Đem đi bán phế liệu luôn chứ sao chạy được nữa. Đây. Rồi lái cái góc nhìn thứ nhất rồi. Cho miếng radio vô coi. Quay 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 quay, bỏ khúc này, bỏ khúc này. Trời 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 trời, khúc này bò nhức đầu lắm nha. Cái lái chiếc container chắc xuống núi luôn quá. Chắc xuống núi luôn quá. Rồi xong bên luôn. Rồi nó đứt làm hai luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, hết chiếc tàu lao. Rồi rồi rồi. Chết cha rồi, hai con siêu xe của mình. Vãi tèo. Nản được chứ. Trời ơi. Dễ quê. Thật sự là rất là dễ quê luôn á. Vậy vậy vậy. Đây nè, để mình chỉnh cái chiếc máy bay đi, bực mình dễ sợ luôn. Plan. Lên 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 lên. Thấy không? Người ta là có máy bay đồ đàng hoàng hết trơn á. Mà đặt xạo xạo dẫn chuyển siêu xe rồi lên trên núi. Anh lên con quỷ. Rồi để mình cắt cánh mình bay lên luôn cho các bạn xem, phải không? Máy bay là bay dữ luôn, bay xịn luôn đúng không? Đấy các bạn thấy chưa? Cắt máy bánh vô nè. Đó. Thấy không? Đặt xạo xạo vận chuyển siêu xe được. Đây, để mình cho các bạn xem cái phần cái mod mát. À, không không bay qua được khu quân đội đâu, bay qua khu quân đội là chết á. Mình sẽ cho các bạn xem cái căn cứ quân sự ở trên cái đỉnh núi Chiliad mà mình muốn giới thiệu cho các bạn á. Thật ra là vận chuyển xe vẫn được nhưng mà do mình thao tác nó hơi cùi bắp. Hơi ngu ngu chứ thôi. Nhưng mà nếu mà cố gắng thì chúng ta có thể vận chuyển mấy con siêu xe đó. Mình sẽ làm lại cái video sau cho nó ngon lành hơn á. Đây. Tuy nhiên là video này mình muốn cho các bạn xem trước luôn là cái mod map, cái khu quân sự rất là dữ dội trên con núi Chiliad. Và mình đang dự định là làm nguyên cái series về nói chung là thống trị cái phần thành phố Los Santos đó các bạn. Giống như là cái phần đánh chiếm đảo khỉ á, rồi lên trên đó chúng ta thiết lập cái khu quân sự ra, rồi chúng ta sẽ quay trở lại để mà tấn công thành phố
rồi rất là dữ dội. Đây đây là nè, đây mình hạ mấy cái bánh xuống đó rồi mình đáp xuống. Ở trên đây có sân bay riêng của mình nha. Quay kim chỗ đáp xuống đó, thấy chưa các bạn, thấy khu căn cứ quân sự của mình chưa, ghê không. Đau lại chết cha rồi, máy bay chích thăng đáp dễ, máy bay này mình không biết sao đáp được nữa. Đây đây mình quay lại đáp xuống nha, đáp xuống. Ôi cái con máy bay này đáp nhức đầu lắm á. Oh shit, chắc hy sinh quá. Rồi để mình kiếm chỗ mình đáp xuống mới được. Trời máy bay này đáp khó ghê lắm. Đáp. Do là mình chơi cái này không có chỉnh bất tử đó các bạn. Oh shit, chỉnh ngắt. Phải tèo chưa? Để biết ngay rồi nữa mà. Cười, cái này chơi game thì thua luôn. Ngủ vải trưởng. Cha rồi. Yeah. Đó, các bạn thấy trên núi không? Trên núi rồi nó có cái đèn phát sáng trên đó nữa kìa. Nếu mà các bạn xem trên smartphone thì mình nghĩ các bạn không thấy đâu, nó hơi nhỏ. Đây đây rồi, để mình chỉnh cái mask editor đi. À, mình sẽ di chuyển lên trên núi rất là nhanh thôi. Chơi theo cái kiểu xạo xạo cái nó vậy đó. Đó, các bạn thấy khu căn cứ quân sự của mình chưa? Không, ghê không. Nè. Thấy chưa, trong này có những kho nghiên cứu nữa nè, nó đang hàng chế tạo rồi, thấy không? Lần này là trên đây là chúng ta thiết lập quân sự trên đây là ngon lành luôn á, để đi đánh chiếm thành phố á, thấy chưa? Mình chơi là mình nói thiệt không à, có máy bay riêng đây nữa nè. Mà làm thế nào để mà vận chuyển mấy chiếc xe tăng lên trên đây nè, vận chuyển lên trên đây đang đậu lên đây á, để dành mà khi mà có cuộc khởi nghĩa đó chúng ta sẽ đem xuống để mà bắn. Chà, xe tăng mà từ trên đây mà chạy xuống dưới là thêm cả một quá trình nữa đó. Đem lên đã khó, chạy xuống nó còn khó nữa đó. Ok, thôi được rồi. Video này mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series về cái vấn đề tổng tiến công trong cái video sau. Lần sau là mình sẽ vận chuyển chuyên nghiệp hơn đó các bạn. Được rồi, bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Dĩ nhiên là các bạn xem video nhớ click like để ủng hộ tinh thần của mình ha. Đồng thời là gửi những cái ý tưởng của các bạn về kênh Gặp Offline của mình. Và kênh game CD5 Việt Mod. Bên kênh CD5 Việt Mod là qua giờ là mình đã up video rồi đó các bạn. Nếu mà bạn nào fan mình mà đăng ký hai kênh các bạn biết rồi đó. CD5 Việt Mod mình up nhiều hơn bên Gặp Offline nữa. Là do mình muốn phát triển cho nó đều á. Thì thế là các bạn nhớ đăng ký cả hai kênh của mình ha. Lần sau là mình sẽ vận chuyển chuyên nghiệp hơn và sẽ tổ chức cái cốt truyện mà cái phần tấn công á cho nó quy mô và hoành tráng nữa nha. Ê, thằng này nó đang đứng hàng nè các bạn thấy không, nhân viên của mình làm việc rất là chuyên nghiệp luôn á. Rồi con máy bay này là máy bay siêu chống đạn, chừng nữa mình sẽ sử dụng cái con này để mà đi gãi bom nguyên tử vô cái khu quân đội á, dữ dội luôn. Được rồi, bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Bye bye.